Ép nhũ nóng là phương pháp hiệu quả và thông dụng trong sản xuất nhãn hàng và bao bì, chất lượng hình ảnh thu được có độ bóng và hiệu ứng cao. Sử dụng nhiệt ép nhũ lên bề mặt sản phẩm bằng khuôn in. Thị trường hiện nay có rất nhiều máy ép nhũ với đầy đủ kích thước mẫu mã khác nhau. Tuy nhiên, việc nhập khẩu máy về sử dụng không phù hợp với quy mô sản xuất vừa và nhỏ. Chi phí đầu tư cao. Việc chế tạo máy đáp ứng nhu cầu trên là cần thiết. Safe in this.